Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã có những diễn biến giằng co hết sức đáng chú ý. Và để giúp quý vị có thêm thông tin về những diễn biến mới này, ngày hôm nay chúng tôi mời tới trường quay ông Nguyễn Duy Thanh Phương, chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp công ty chứng khoán MBS. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Duy Thanh Phương, như chúng ta đã cùng theo dõi thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường đã có những cái diễn biến giằng co hết sức rõ nét. Và chúng ta có thể thấy là xu thế phân hóa mạnh giữa các cái cổ phiếu hàng đầu, các cổ phiếu blue chips, nó đang khiến cho cái chỉ số VN Index liên tục là rung lắc. Ông đánh giá thế nào về động thái này? Thì hiện tại chỉ số VN Index đang tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ là 1170 tới 1180 điểm. Thì đây là một cái vùng đỉnh lịch gọi là đỉnh cũ của lịch sử. Thì thường đây là những cái ngưỡng kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Thì khi tiếp xúc những cái ngưỡng kháng cự mạnh thì thị trường đòi hỏi sẽ có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh mạnh xảy ra. Ngoài ra thì một cái yếu tố là hiện tại thị trường nó chưa được sự đồng thuận từ yếu tố thị trường chứng khoán thế giới, do gần đây là có các thông tin liên quan với Mỹ đánh thuế lên các mặt hàng thương mại của Trung Quốc, và Trung Quốc cũng có hành động trả đũa lại về việc đánh thuế các mặt hàng của Mỹ, dẫn đến là sự biến động rất là mạnh, giảm điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu. Do đó thì thị trường chứng khoán VN Index mặc dù vẫn đang một trong xu hướng tốt, nhưng tôi đánh giá vẫn sẽ cần những cái nhịp rung lắc mạnh điều chỉnh tại đây. Vậy là chúng ta nên hiểu rằng cái sự giằng co rung lắc này là một sự cần thiết trong một cái thời điểm nhất định này. Vừa là thị trường của chúng ta sẽ tự điều chỉnh trong cái bước phát triển của mình, và cũng là vừa bị ảnh hưởng bởi các cái tác động kinh tế thế giới. Đúng là cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vừa mới hé mở ra thôi, nhưng mà nó cũng sẽ gây ra nhiều những cái ảnh hưởng, và cái thị trường của chúng ta thì ngày càng trở nên nhạy cảm hơn với những diễn biến quốc tế như vậy. Trong cái bối cảnh như vậy thì tôi thấy rằng là cái cổ phiếu ngân hàng thì nó đang tiếp tục chịu cái lực bán mạnh từ thị trường. Như chúng ta đã biết là trong những cuộc nói chuyện trước đây thì chúng ta rất là kỳ vọng vào cái cổ phiếu thị trường ngân hàng này là một trong những nhóm cổ phiếu có cái cơ hội phát triển khá là tốt. Và gần đây thì cái tình trạng điều chỉnh ở nhóm ngân hàng nó đang có vẻ là diễn ra. Theo ông thì nó sẽ diễn ra trong ngắn hạn hay là dài hạn? Liệu đây có phải là xu thế mới của nhóm cổ phiếu ngân hàng hay không? Quan điểm cá nhân tôi thì cái xu hướng điều chỉnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng đang là một cái xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Tại vì nếu nhà đầu tư có theo dõi thị trường trong suốt 3 tháng vừa qua thì nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng là một trong những nhóm có cổ phiếu tăng giá mạnh nhất của thị trường, hay tôi còn gọi là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Thì do đó khi thị trường nãy tôi đã nói phần trên là tìm cận những cái vùng kháng cự mạnh thì nó sẽ gặp áp lực bán ra và điều chỉnh. Thì do đó nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng phải cần điều chỉnh theo thị trường để tạo lại một cái nền giá cổ phiếu ổn định hơn, để kỳ vọng khi sắp tới khi thị trường có những cái yếu tố tốt hơn thì sẽ tạo tiếp tục một cái nhịp bứt phá nữa. Còn về xu hướng trung hạn của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong năm nay, khi có những cái thông tin tốt như về là dự báo lợi nhuận của toàn bộ ngành ngân hàng đều tăng trưởng mạnh trong năm 2018, ngoài ra còn những cái yếu tố ví dụ như kỳ vọng nhóm cổ phiếu ngân hàng hàng quốc doanh của nhà nước thì sẽ được nhà nước xem xét việc nới râm hoặc bán cho đối tác chiến lược nước ngoài để kỳ vọng đáp ứng được cái tiêu chí Basel 2. Thì do đó tôi nghĩ những cái thông tin này nó vẫn sẽ tiếp tục là những thông tin hiệu ứng tốt cho nhóm cổ phiếu cho ngân hàng trong năm 2018, và vẫn sẽ tạo ra một cái xu hướng tăng dài trong năm 2018 của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Vậy là về trung hạn và dài hạn thì nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn thể hiện được cái sự ưu việt của mình. Và theo ông thì là trong cái thời gian này cái chuyện rung lắc nó cũng là xu thế chung với thị trường khi mà điều chỉnh ở một cái ngưỡng quan trọng này thôi, đúng không ạ? Ngoài cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta nói đến nhóm cổ phiếu dầu khí. Sau vài cái phiên lao dốc thì có vẻ như là cái dòng nhóm cổ phiếu dầu khí này nó đang lấy lại sắc xanh. Ông có lời khuyên gì với nhà đầu tư với cái nhóm cổ phiếu dầu khí này không? Thật sự là nhóm cổ phiếu dầu khí bị giảm điểm mạnh trong hai phiên gần đây là chủ yếu xuất phát từ một cái thông tin là có khả năng Việt Nam sẽ bị ngừng lại một mỏ khai thác dầu khí, đó là cá Rồng Đỏ. Thì nó ảnh hưởng đến hai cổ phiếu chính, đó là cổ phiếu BVS và BVD, tại vì hai cổ phiếu này là một cổ phiếu là cung cấp về dịch vụ giàn khoan, một cổ phiếu là cung cấp về kỹ thuật dầu khí khai thác. Thì tôi nghĩ thì thông tin này trong sắp tới nó vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu dầu khí, và đặc biệt với một cái bối cảnh là những cái biến động về giá dầu trên thế giới nó vẫn đang trong một cái xu hướng gọi là tăng, nhưng mà vẫn còn nhiều sự bất ổn gọi là khó mà lường trước được.
thì tôi vẫn nghĩ là nhóm cổ phiếu dầu khí chỉ nên quan sát và không phù hợp để cho nhà đầu tư dài hạn. Rõ ràng là những cái động thái nó mang tính chính trị và kinh tế đã ảnh hưởng rất là mạnh đến nhóm cổ phiếu dầu khí. Và chúng ta hy vọng là cái nhóm cổ phiếu này trong tương lai thì sẽ có những cái thông tin tốt hơn. Và theo tôi được biết thì trừ cái cá rồng đỏ ở phía ngoài xa, thế còn ngay trong ví dụ cách bờ khoảng 200 cây số thì chúng ta vẫn đang tiếp tục đưa những cái mỏ dầu mới vào khai thác. Chuyển sang một cái mảng khác mà tôi thấy có quan sát ở trong vài phiên gần đây ấy, thì cái động thái bán ròng của khối ngoại nó đang diễn ra có vẻ là phổ biến hơn và hình như là nó đang có những tác động nhất định đến cái thị trường của chúng ta. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào? Tôi nghĩ trong giai đoạn này cái việc mà khối ngoại có bán ròng đi nữa thì tôi nghĩ nó vẫn là một cái điều có thể hiểu được, tại do với những cái bối cảnh mà trên thị trường chứng khoán thế giới nó vẫn đang bị biến động mạnh theo xu hướng giảm bởi những cái thông tin về người ta lo ngại chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thì dẫn đến có thể các quỹ nước ngoài trong ngắn hạn họ phải cần lại cơ cấu và thu gọn lại cái danh mục của mình một phần để họ cân bằng cái vị thế an toàn trong tài khoản của họ, hoặc có thể trong ngắn hạn họ bị áp lực rút vốn từ một bên quốc gia nội tại thì dẫn đến họ phải cần bán ròng để thu tiền về trả lại cho bên họ. Thì tôi nghĩ cái việc này lẫn là cái việc hoàn toàn bình thường có thể hiểu được. Nhưng mình thấy rõ ràng một cái xu hướng là thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018 vẫn có rất là nhiều thông tin tốt, ví dụ như cổ phần hóa. Cái thứ hai là vốn hóa của thị trường đang tăng lên. Thứ ba là cái kênh đầu tư chứng khoán vẫn được nhiều nhà đầu tư đánh giá là một cái kênh có mức sinh lời tốt nhất trong các kênh hiện tại trong giới đầu tư. Thì như vậy thì xu hướng dài thì chắc chắn khối ngoại họ vẫn sẽ đánh giá thị trường Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng. Do đó có thể về trung hạn họ vẫn sẽ mua ròng, nhưng ngắn hạn có thể việc mà họ bán ra trong một giai đoạn nhất định, thì đó là một cái điều hoàn toàn có thể hiểu được với bối cảnh hiện tại kinh tế trên thế giới trong ngắn hạn đang bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin không được tốt. Như vậy là chúng ta cùng hy vọng là những cái diễn biến, những cái rung lắc trong cái thời gian gần đây, những cái diễn biến đa chiều của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây nó sẽ chỉ mang yếu tố thời điểm thôi. Và chúng ta cùng hy vọng với nhau rằng ở trung hạn và dài hạn thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ là một nơi hấp dẫn để thu hút đầu tư và cũng như là giúp cho tạo động lực cho nền kinh tế chúng ta phát triển. Rất là cảm ơn ông Nguyễn Duy Thanh Phương đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng thông tin vừa rồi sẽ giúp ích phần nào cho quý vị trong việc quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán trong những phiên giao dịch tiếp theo. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.